Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Metaverse Kingdom. Thì dự án này chuyên làm về NFT nha bạn, NFT game. Thì để tham gia game này, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mới để start chatbot các bạn. Rồi mình sẽ get được 5 triệu token Kingdom. Rồi các bạn bấm theo zone này đó. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nữa các bạn. Coi gặp cái làm đi, chừng nào nó về thì về. Rồi tiếp tục xong là nhiều kênh như ta, ba kênh Telegram đó. Tiếp tục follow fanpage nè, xin tờ Twitter đó các bạn theo dõi nè. Rồi bạn mới đáp lên. Rồi tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter nè, xin tờ Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Bạn like nè, các bạn tờ Twitter like nè các bạn. Các bạn tweet hai kênh luôn đi các bạn. Like nè, tweet luôn đi. Và các bạn bấm submit đi tên các bạn. Sau đó bấm done. Sau đó các bạn gửi đường link vào profile Twitter của mình nè các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Ôi. Trên Twitter nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi vô đây nha các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với BNB sẽ match trên bet20 trên giấy chocolate của mình nè. Nên cho bot. Sau đó bạn son kênh seller, không có son không thì bạn bấm don nè. Sau đó follow group, họ có tweet không, bấm set don nè. Tiếp tục bấm giải sẽ tiết để cập nhật tài khoản của mình nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 5 triệu token Kingdom. Vậy các bạn dễ lên dép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token. Video này kết thúc, mình chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.